Chào mừng các em đến với kênh học tập trực tuyến của ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ. Cô tên là Võ Thị Mỹ Hiền, giáo viên trường tiểu học Tôn Đức Thắng. Để giúp các em tiếp tục việc học trong thời gian nghỉ do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gây ra, hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong môn toán lớp 1. Bây giờ cô cùng các em tìm hiểu dạng toán mới, đó là bài toán có lời văn. Bài học hôm nay sẽ giúp các em bước đầu nhận biết các bài toán có lời văn gồm các số gắn với thông tin đã biết và câu hỏi chỉ thông tin cần tìm. Rèn kỹ năng điền đúng số, đúng câu cần hỏi của bài toán theo hình vẽ. Bồi dưỡng lòng say mê, yêu thích học môn toán. Để chuẩn bị tốt cho bài học ngày hôm nay, các em cần có sách giáo khoa toán lớp 1, bản con. Nội dung bài học hôm nay có 2 phần. Thứ nhất, giới thiệu bài toán có lời văn. Thứ hai, thực hành lập bài toán. Để có không khí vui vẻ trước khi học bài mới, chúng ta cùng khởi động nhé. Tính. Cô có các phép tính sau. 10 cộng 9 bằng 16 cộng 2 bằng 16 trừ 6 bằng 17 trừ 3 bằng. Các em hãy cùng làm vào bảng con cột thứ nhất. Ta cùng kiểm tra kết quả nhé. 10 cộng 9 bằng 19, 16 cộng 2 bằng 18. Tiếp tục làm cho cô cột thứ hai. Ta cùng kiểm tra kết quả nhé. 16 trừ 6 bằng 10, 17 trừ 3 bằng 14. Các em ạ, giải toán có lời văn là một trong những dạng quan trọng trong chương trình toán lớp 1. Hôm nay cô cùng các em tìm hiểu thế nào là bài toán có lời văn qua bài học bài toán có lời văn. Bây giờ chúng ta đi vào bài 1. Bài 1 yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Mời các em đọc bài toán. Em nghe cô đọc bài toán có chấm chấm bạn có thêm chấm 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 bạn đang đi tới, hỏi có tất cả bao nhiêu bạn. Để biết có bao nhiêu bạn đang đứng và bao nhiêu bạn đi tới, các em cùng quan sát trên màn hình và cho cô biết. Vậy lúc đầu có mấy bạn? Lúc đầu ta thấy có một bạn đang đứng, ta ghi số 1 vào chỗ chấm thứ nhất. Tiếp tục quan sát trên màn hình và có thêm mấy bạn đang đi tới.
Ta thấy có 3 bạn Danny tới. Ta ghi số 3 vào chỗ chấm tiếp theo. Như vậy, chúng ta vừa lập được một bài toán. Các em hãy đọc lại bài toán một lần nữa. Các em nghe cô đọc lại bài toán. Bài toán có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Đây là dạng toán có lời văn. Bài toán cho ta biết gì? Bài toán cho ta biết có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Em hãy đọc câu hỏi của bài toán. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Với câu hỏi này thì ta phải làm gì? Ta tìm xem có tất cả bao nhiêu bạn. Như vậy, bài toán có lời văn bao giờ cũng có các số gắn với các thông tin mà đề bài cho biết và câu hỏi để chỉ thông tin cần tìm. Các em lưu ý, trong các câu hỏi đều phải có từ hỏi ở đầu câu, cuối câu phải viết dấu hỏi chấm. Bây giờ chúng ta qua bài tập tiếp theo. Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Các em hãy đọc bài toán ở bài tập 2 sách giáo khoa trang 115. Các em nghe cô đọc bài toán. Có chấm 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 con thỏ. Có thêm chấm 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 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Để điền số thích hợp vào chỗ chấm, cô mời các em quan sát tranh. Em thấy có mấy con thỏ đang đứng? Chúng ta thấy 5 con thỏ đang đứng. Ta viết số 5 vào chỗ chấm thứ nhất. Các em quan sát tranh. Có thêm mấy con thỏ đang chạy tới các em? Ta thấy có 4 con thỏ đang chạy tới. Viết số 4 vào chỗ chấm tiếp theo. Nào, các em hãy đọc lại bài toán của mình, sau đó đối chiếu với kết quả của cô nhé. Bây giờ cô đọc lại bài toán. Bài toán có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Cô nghĩ các em đều làm được phải không nào? Vừa rồi các em đã quan sát tranh và điền số để hoàn thành được bài toán có lời văn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành viết câu hỏi để có bài toán qua bài tập 3. Bài 3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán. Em hãy quan sát tranh và đọc bài toán ở bài tập 3 trang 116. Em nghe cô đọc bài toán. Có một gà mẹ và 7 gà con. Hỏi chấm 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 dấu hỏi chấm.
Em thấy bài toán cô vừa đọc đã hoàn chỉnh chưa? Còn thiếu gì? Bài toán cô vừa đọc là chưa hoàn chỉnh, còn thiếu câu hỏi cho bài toán. Các em hãy suy nghĩ và viết câu hỏi cho bài toán nhé. Để biết các em điền đúng hay chưa, chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Nào, các em hãy đọc lại bài toán của mình, sau đó đối chiếu với kết quả của cô. Bài toán: có một gà mẹ và 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Các em lưu ý, trong câu hỏi của bài toán này chúng ta nên ghi từ tất cả thì câu hỏi sẽ rõ ràng hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 4 nào. Bài 4, nhìn tranh vẽ viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán. Các em nhìn vào tranh vẽ, đọc nội dung đã cho của bài tập 4 sách giáo khoa trang 116. Các em nghe cô đọc lại bài toán. Có chấm 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 con chim đậu trên cành, có thêm chấm 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 con chim bay đến. Hỏi chấm chấm chấm, dấu hỏi chấm. Em thấy bài toán cô vừa đọc còn thiếu những gì? Bài toán cô vừa đọc còn thiếu các số và câu hỏi cho bài toán. Em hãy quan sát tranh viết số và suy nghĩ viết câu hỏi cho bài toán nhé. Thank you.
em đối chiếu với kết quả của cô nào? Các em nghe cô đọc lại bài toán. Bài toán: có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Cô vừa hướng dẫn các em hình thành bài toán có lời văn. Vậy bài toán có lời văn thường có những gì? Bài toán có lời văn thường có các số gắn với thông tin đã biết và câu hỏi chỉ thông tin cần tìm. Bây giờ cô giao nhiệm vụ cho các em nhé. Các em hãy nêu một bài toán có lời văn như bài các em vừa học. Và bài sau các em sẽ học bài giải toán có lời văn. Cảm ơn các em đã lắng nghe.